và bây giờ thì có một cái bài báo rất là hay, đó là cô gái chuyển giới bị còng tay chỉ vì muốn dùng toilet nữ khi mạng xã hội đòi khi mà mạng xã hội dậy sóng và đòi công bằng, thì hoa hậu Hoàn Vũ cũng lên tiếng. Thì một cô lao công đã yêu cầu người phụ nữ chuyển giới dùng nhà vệ sinh nam vì lý do vẫn còn bộ phận sinh dục nam mà, hãy nhớ lấy cái điều đấy. Thì sự việc thì khiến rất nhiều người bất bình, và trong đó có hoa hậu Hoàn Vũ năm 2018 Kachon Ray. Thì cái gần đây thì cái hình ảnh một cô gái chuyển giới bị còng tay áp giải về đường cảnh sát là như là một tội phạm vì muốn dùng nhà vệ sinh nữ đã khiến mạng xã hội tranh cãi gay gắt. Thì cái sự việc xảy ra vào ngày 13 tháng 8 ở một cái trung tâm thành phố Quy Nhơn của Philippines, nơi đang xây dựng hình ảnh là một thành phố bình đẳng giới. Thì đây là một hình ảnh cô gái rất là xinh về body, đó là vậy là vậy, nhưng khi mà cái cô Quintilio Dice 28 tuổi thì bước vào nhà vệ sinh nữ thì bị một cái nữ lao công chặn lại. Người lao công này thì yêu cầu Gretchen là dùng nhà vệ sinh nam vì lý do là vẫn còn cái bộ phận sinh dục nữ, vẫn còn bộ phận sinh dục nam mà, hãy nhớ lấy điều đó. Trong cái tình huống bất ngờ thì Gretchen đã lấy điện thoại ra để quay lại đoạn clip được đăng lên mạng, cho thấy nữ lao công này dường như đã đánh Gretchen và muốn giật điện thoại ra bỏ tay cô. Kế tiếp thì Gretchen còn bị tạm giữ và bị cảnh sát còng tay áp giải giống như là một tội phạm. Quá bức xúc với cách cư xử đối xử vô lý thì Gretchen đã đem cái chuyện chia sẻ lên mạng xã hội. Cô bày tỏ họ đã đối xử với tôi chẳng khác nào với những cái kẻ mà móc túi bị kéo đi khỏi trung tâm thương mại để cho mọi người chỉ trỏ. Thật không thể hiểu nổi trong một cái thành phố được cho là bình đẳng giới lại có những cái người mà cư xử với tôi như là tội phạm như vậy. Thì những cái lời tâm sự của Richard nhanh chóng được cái cộng đồng mạng chia sẻ. Họ hứa cùng nhau giúp cô đòi lại công bằng và thậm chí là ủng hộ kiện nữ lao công và cả trung tâm thương mại. Đấy, hộ thân như thế này. Đối mặt với làn sóng giận dữ thì nữ lao công đã viết thư tay xin lỗi. Tôi muốn xin lỗi với Christian và hy vọng những cái lời xin lỗi này thì sẽ khiến cô ấy cho tôi thêm một cái cơ hội lần nữa. Tôi cũng là con người thôi, không có ý định là xúc phạm gì, và tôi sẵn sàng tìm hiểu về quyền cộng đồng LGBT. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói, thành thật xin lỗi. Thì một người thì có sức ảnh hưởng khác thì cũng đã thể hiện cái thái độ rất là bình thường, bất bình là đương kim hoàng hậu Hoàn Vũ của Philippines, Kachon Ray. Thì cô đăng ảnh lá cờ lục sắc trên trang Instagram chỉ trích sự việc là cô gái chuyển giới bị ngăn cấm từ nhà vệ sinh nữ dẫn đến cái việc bị cảnh sát địa phương còng tay giải đi, đã nhấn mạnh rằng Philippines cần phải bảo vệ quyền của cộng đồng LGBT mạnh mẽ hơn nữa. Thì đây là một cái hoa hậu và hoa hậu Hoàn Vũ của Thái Lan. Mình xem là hôm nay thì có tin gì hot. Đọ khả năng Anh ngữ của sao Việt Thanh Hà Kỳ Duyên bắn như gió, nhưng đây hài nhất là Anh Đức vì đang học tiếng Anh. Hot girl về viết tràn lên trên mặt mẫu lookbook nổi tiếng con gái xinh nhất. Về thời đại cùng xem một cái bức ảnh hot girl với vết chàm đến trên mặt trở thành mẫu lookbook nổi tiếng con gái xinh nhất khi là tự tin là chính mình. Dù gương mặt thì có vết chàm đỏ rất là lớn ở trên mặt thì cô gái này vẫn là vô tư là tự tin đã trở thành một cái hot girl truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu người. Khi mà miêu tả về một cái cô nàng xinh đẹp, chúng ta thường có thói quen và dùng những cái cụm từ như là xinh không tỉ vết hay là xinh không óc chết, và hot girl trong đầu chúng ta chính là những cái cô gái mà sở hữu những cái ngoại hình mà không chê vào đâu được. Như thế vậy, như là một cái hot girl thì đến từ Trung Quốc mới đây đã đập tan cái suy nghĩ này. Các bạn chứng minh là dù gương mặt của bạn thất điểm trong danh sách là cái tỉ vết, nhưng không vì thế mà bạn bớt tỏa sáng hay là bớt xinh đẹp ở trong mắt người đối diện. Thì chúng ta cũng xem là cô gái này có một cái bức tràng ở đây. Tuy nhiên thì khuôn mặt của cô ấy cũng rất là xinh. Cô ấy tên là Lily An, một hot girl sở hữu với lượng follow lên tới gần 300.000 trên mạng xã hội. Mang một cái vết chàm đỏ bẩm sinh ở trên mặt. Với nhiều người thì đó chỉ là ác mộng, là cái chướng ngại mà khiến bạn gặp khó khăn, khiến hạnh phúc đến với bạn là chẳng dễ dàng. Tuy nhiên thì cũng là người mang theo cái vết tích tự nhiên trên mặt khi từ sinh. Khi sinh ra như thế thì Lily An lại vẫn lại tự tin nổi bật theo một cách riêng của mình.
Cô nàng thì lúc nào cũng cười và thậm chí là quay mép chặt vào lời kia là quá khổ và che nửa bên mặt của mình như một cái đặc điểm nhận dạng, một cái phong cách làm đẹp riêng. Thực tế thì đã chứng minh là Lily An đã truyền được cái suy nghĩ tích cực này đến cho mọi người. Từ một cô nàng mình thường Lily An trở thành hot girl với lượng follow khủng thì cũng từ đây nhiều nhãn hàng đã để ý đến Lily An và mời cô làm về mẫu ảnh và lookbook. Và bạn hỏi thì liệu cái gương mặt có vết tràm của Lily An có làm ảnh hưởng đến các cái sản phẩm quảng cáo ư? Tất nhiên là không rồi. Ngược lại, cái sự tự tin vẻ ngoài vẻ xinh đẹp này, bất chấp cái năng lượng lạc quan của hồi 21 tuổi này thì sự nghiệp của cô thì càng lúc càng phát triển. Lúc make up và cô này cũng rất là xinh đấy. Thì make up với cả hai bên. Cái này đấy, cô xem những hình ảnh cô gái này. Cô gái này thì cũng khá là xinh đẹp. Nữ sinh như hot girl gây bão mạng xã hội, nhưng để ý bảng tên thì mình phát hiện ra sự thật phũ phàng về cái cô gái này. Thế đây chính là mình ăn chàng trai, đó là những chàng trai. Bây giờ chúng ta xem về cô mẫu bạo cao nhất cả rông cả. Đây nữ sinh Hà Nội bị ném đá trên sóng truyền hình khi so sánh giữa anh hồ với nhân viên. Chắc là kiểu cái chương trình mà Hạt và Biện ấy. Khi so sánh giữa anh hồ với nhân viên quét dọn đường phố. Hiện tại thì các dân mạng đang chia ra thành hai cái luồng ý kiến. Một bên thì công kích là Nguyễn Khánh Huyền, còn bên ngược lại thì bênh vực cái luận điểm của cô. Thì chính vì những cái luồng trái chiều này bị đẩy cô lên tại Hà Nội. Mới đây thì trong cái tập đầu tiên của đài truyền tin 2016 thì ý kiến của thí sinh Nguyễn Khánh Huyền đến từ trường Trung học phổ thông Kim Liên Hà Nội đã làm cái cộng đồng mạng dậy sóng vì cái đụng chạm đến thần tượng của nhiều người. Được biết thì cái trường tin 2019 là một cái cuộc thi rất là hấp dẫn dành cho các bạn học sinh yêu thích cái bộ môn tranh biện tại Việt Nam. Đây thì cũng là một cái sân chơi rất là hiếm hoi để cho các bạn tiên tự do trình bày cái ý kiến của mình trước những cái vấn đề mà gây sốt trong cuộc sống hay là trên mạng xã hội. Với ý kiến tranh biện trong số này thì chúng tôi tin rằng thế hệ trẻ thì cần có hình tượng cho anh hùng. Nguyễn Khánh Huyền thuộc phe phản đối kiến nghị đã đưa ra các quan điểm khiến là nhiều người cảm thấy là rất là khó chịu, có khi là nhiều lời lẽ khá là gay gắt. Thử hỏi xem một bên là sự anh hùng trải qua bao nhiêu mùa mưa nắng để giữ sạch xanh sạch đẹp cho đường phố, và một bên là đi giải cứu thế giới khỏi cái bàn tay của Thanos. Bạn nghĩ là bên nào mới thực tế và đem lại lợi ích cho chúng ta? Tuy nhiên thì mình nghĩ nếu mà nói về như thế này thì không thể so sánh như thế được, bởi vì mọi so sánh đều là khập khiễng và giả sử mọi so sánh đều là khập khiễng, là bởi vì một bên là siêu anh hùng ở trong tưởng tượng của một bên là kia. Thì nếu mà nói về cái giá trị thì siêu anh hùng này nó sẽ tạo nên cho chúng ta những cái động lực và nó là một cái bài học cho cuộc sống rất là hay về mặt giải trí. Ngay khi chương trình phát sóng thì nhiều người đã cho rằng cô nàng hơi vô lý khi mang hai hình tượng không liên quan để đem ra so sánh. Đến cái thời điểm hiện tại, tại bình luận trong cái bài đăng này thì không ngừng tăng lên với cái nội dung phản bác lại cái quan điểm của Khánh Huyền. Bên cạnh đó thì cũng không ít là ý kiến đồng tình theo những cái người này, thì Khánh Huyền còn cách nói ẩn dụ mọi người chưa hiểu rõ thì liền đã vùi dập cô nàng. Thì ngoài ra cái mục đích của chương trình đó là chia hai đôi, một bên là đồng tình, một bên là phản bác. Cô nàng thì tim không đồng tình hay là tất nhiên là phải trình bày về những cái luận điểm của bản thân nhóm để phản bác ý kiến. So sánh một điều là không có thực, so sánh một điều không có thực ở trong phim đối với ở thực tế. Bên ngoài thì chắc chắn người ta sẽ luôn luôn chạm đến cái vấn đề thiết thực bên ngoài cuộc sống. Cái câu hỏi đặt ra là em ấy có thể phân biệt được giữa thực tế và phim ảnh không? Một bên là sở thích phim ảnh, một bên là thực tế cuộc sống, thì sao có thể so sánh như vậy được? Thì rõ ràng là không thể so sánh được. Chỉ cần họ yêu thích Thanos và trân trọng những cái anh hùng thầm lặng ấy là được mà. Dù Thanos hay là cảnh sát cứu hỏa thì cũng
thì đều họ cùng đều là những người đem lại cuộc sống cho chúng ta tốt đẹp hơn.